Hi everyone. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái giá tiền ha và cái cách đặt như thế nào. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ có ba cái đơn vị tiền tệ mà chúng ta thường hay gặp ha. Đó là dollars, euros and pounds. Pounds là bảng Anh đó các bạn. Thì bây giờ cách đọc đó thì chúng ta sẽ đọc đọc giá tiền, đọc đơn vị tiền tệ rồi tới cái số xu ở phía sau nếu có ha các bạn. Ví dụ các bạn nhìn vô các cái ví dụ phía sau. 2 pounds 30, 13 pounds 50, 15 euros, 3 euros 75, $17.80, $18. Thì bây giờ để hỏi cái giá tiền của một vật gì đó thì chúng nếu là số ít thì các bạn sẽ hỏi là how much is it, hoặc là how much is this or that, rồi cộng với lại một cái singular noun, một cái danh từ đếm được số ít. Còn nếu như các bạn muốn hỏi số nhiều thì các bạn nói là how much are cộng với lại these hoặc là those, rồi cộng với lại một cái danh từ số nhiều ha. Tại vì these và those nó là số nhiều của this và that. Ví dụ mình hỏi là how much is this pen? It's $5.99. Còn nếu như số nhiều thì các bạn phải hỏi là how much are these pens, hay là how much are those pens? They're $20 or it's $20. Nếu các bạn chưa xem các cái video của mình về các cái số đếm, cardinal number, mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Thanks for watching.